Còn cái chuyện mà quý vị mai này quý vị đi nghe thiền sư mở giảng là thiện là vui hay buồn thì con phải điều coi nó là gió thoảng qua, cái đó không có sai, nghe hiểu không? Làm thiện thì cứ làm, gặp ác thì tránh, gặp thiện thì làm, nhưng mà cái quả của nó thì mình không quan tâm. Nói nghe hiểu không? Là bao hiểu dần tôi khổ nó nữa mà. Có nghĩa là thiện thì nên làm, ác thì nên tránh, nhưng mà khi mà được cái quả làm thì lòng nó không dính. Ví dụ thế này, thầy nói thế này, con đa mình chấp vô cái quả. Ví dụ như giờ thầy thấy mình kẹo quá, thầy nói coi con sống nào chết mai buông bớt đi con. Trong kinh nói nhà, trong ngôi nhà đang cháy, cái cách mà đem tài sản ra, cái cách mà giữ được tài sản là đem được cái nào mà quý nhẹ đem ra, nghe kẹo không? Thì cũng vậy, cái thân này nó cũng có nhà đang chạy, thì mình nên đem gia tài mình ra một cạnh là cái gì ta xài thì mất, mà cái gì ta cho nó sẽ còn đó. Cho nên là mình thầy dạy mình bố thí. Thì mai này khi mà mình giàu á thì thầy lại nói khác. Ngày xưa thầy sợ con bỏng sẻn bụng xỉn nên thầy đưa con bố thí, nhưng mà con có biết rằng cái những cái mà con có nó không có đáng để con ôm ấp những kiểu không? Nếu học trò nó sẽ không thấy ông thầy nó mâu thuẫn. Tại vì một thời xưa nó khác, thời xưa ông kêu nó bố thí nó không phải chỉ vì muốn giàu, mà cái bố thí này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Một là nếu có kiếp sau thì kiếp sau con nó sẽ được thoải mái. Cái người mà bị hạn chế về tài chính khó làm việc tiền được kia lắm. Mà câu nói này các vị không có ngờ đó, là cái người thiếu phước bụng mình đi vô đông đạo thường cũng thích học triết lý cao siêu, học về tánh không bát nhã chân không diệu hữu, học trên trời dưới biển tùm lum tà la, về trung quán câu xá. Nhưng mà mình quên một chuyện, người thiếu phước bố thí đời sau sinh ra nói mà giật gấu vá vai tần đảo nắng sương để kiếm miếng ăn là đã hết một kiếp người rồi. Chứ cái người mà không có cái điều kiện tài chính là không có làm ăn gì hết. Và thứ hai, không có điều kiện về sức khỏe là chết. Cho nên tại sao mình phải giữ năm giới? Là bởi vì chính năm giới nó cho mình sức khỏe, nó cho mình uy tín xã hội, nó cho mình nhan sắc, nó cho mình tuổi thọ, cái năm giới đó. Mà cái người mà rồi cộng với pháp bố thí nữa, thiền định nè, rồi học giáo lý nó cho mình trí tuệ, bố thí nó cho mình tài sản, năm giới nó cho mình cái gì? Nó cho mình nó là nhan sắc nè, sức khỏe nè, uy tín xã hội. Mà chưa kể cái giới thứ năm đó, nó kiếp sau là mình đời đời mình cũng có bị ví dụ mà tâm thành. Thầy ơi, tại sao mà năm giới mà cho mình mấy cái đó? Góp nước thêm. Nó giỡn em mình lắm nữa. Nghe này. Tại sao đây năm giới đến cho mình cái đó? Thứ nhất, bởi hồi nãy tôi nhớ đầu buổi giảng tôi có nói, tôi nhìn bà con mà tôi sợ là ai cũng nghĩ mình đi chùa trong năm. Nhưng mà tôi không biết là quý vị hiểu năm giới nó có giống như tôi hiểu hay không. Vấn đề nằm chỗ đó. Bởi cũng giống như trong kinh Đức Phật ngài dạy thế này, này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo của bố thí á như là ta hiểu á, ta là nhẹ. Tôi nói nghe kìa, ngài nói nếu mà các ngươi hiểu cái biết được ý nghĩa bố thí mà như là ta biết á, thì một cái muỗng cơm cuối cùng mà các ngươi dành cho mình thì các ngươi cũng không có nỡ ăn nữa. Bởi vì muỗng cơm nó sẽ lời lắm. Tôi nhớ Việt Nam có bà nó bán bánh mì mà bà nó đồng chỗ bán đắt lắm. Rồi có nhiều bữa ông chồng cũng chặn đó là bữa nay mà chừa cho trai con tôi mỗi người ngổ nha, trưa nay mình khỏi ăn cơm. Nhưng mà khi mà bà sắp đẩy xe bánh mì về đó, khách nó tới mua, bà làm luôn ba hổ luôn, nghe hiểu không? Tức là lẽ ra cái đó bà bán, nhưng mà lẽ ra bà đem về trên nhà, nhưng mà giờ bà đem ra bà bán luôn. Vì bà thấy bán có lời hơn là cho bà cha con ăn, để về nấu cơm cho cha con ăn xì dầu quẹt xưng là được. Ở đây cũng vậy, nếu mà mình hiểu được quả báo bố thí mà đúng như Đức Phật hiểu đó, là một muỗng cơm cuối cùng mình dành cho mình á, mình cũng đem đi invest mình luôn, nghe kịp không? Rồi để giữ giới gì? Nếu mà bà con hiểu cái ngũ giới như là tôi hiểu, như là trong kinh nói thì nó lớn chuyện lắm. Thứ nhất là không sát sanh, cái này quan trọng nè. Không sát sanh chưa hẳn là giữ giới sát. Nghe kỹ cái này nghe. Không sát sanh nó chưa hẳn là giữ giới sát. Mà giữ giới sát chính là đứng trước một cái hoàn cảnh lẽ ra mình sát sanh, nhưng mà mình không thèm sát sanh, không nợ sát sanh, thì đó mới được gọi là giữ giới sát. Nói nghe hiểu.
Ví dụ như giờ mũi nó cắn tôi, lẽ ra tôi đập, mà tôi không đập, thì đó gọi là giữ giới. Tôi mê câu cá, nhưng mà từ ngày tôi biết đạo thì bạn bè nó rủ tôi đi câu, tôi không có câu nữa. Nghe hiểu không? Tôi đến Mỹ, nếu mà tôi muốn săn nai thì có nhiều điều kiện để mình săn lắm, nhưng mà bây giờ tôi biết đạo tôi không có được săn nữa. Nghe kịp không? Nhà tôi dán mối kiến chuột rất là nhiều. Tôi chỉ cần tôi búng tay một phát là cha con nó không còn một móng. Nhưng mà không, tôi là Phật tử, tôi không có giết. Tôi chỉ quét sạch, rồi tôi lau dọn nhà cửa, rồi bắt đầu tôi để thuốc ngừa. Tôi biết thuốc ngừa không? Một cái mùi nó nghe nó không có thích á. Ừ, vậy thôi. Chứ còn kêu mình nó cha con nó đang bò lỡm ngỡm, mà kêu tôi giết thì tôi giết. Nghe kịp không? Thì trong trường hợp đó được gọi là giữ giới. Tôi nhắc lại, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới là sự cố ý, intentionally. Biết chữ đó, biết chữ đó phải không? Yes. Giữ giới là intentionally preventing. Chứ không có phải là ví dụ như giờ một đứa bé nằm nôi mà nói trời trong nhà tôi là nó là trong sạch nhất á, không nhảy đầm, không uống rượu, không đàn bà, không bài bạc, có hiểu không? Cái đó không phải là giữ giới, mà khen là khen ông xã mình, khen cái thằng con trai 28 tuổi của mình á, đúng, cái đó là khen thiệt á. Không rượu chè, không đàn bà, không bài bạc, không chích thuốc, không nghiện ngập đó, cái đó tôi khen đó. Chứ còn mà hoặc như cái ông đó, ông nói trong xóm này nó có mình con tôi là không có mê gái là bị nó bị đê. Thì trong trường hợp đó đâu có gọi là giới, đâu phải là hay, như kiểu không? Giới đây là sự intentionally, cố ý, một cách có ý thức, thì gọi đó là giới, nghe kịp không? Như vậy không sát sanh không có phải là không giết, mà không sát sanh là vì hiểu rằng đó là xâm phạm cái quyền sống của chúng sanh khác. Ai cũng ham sống sợ chết thì tại sao mình tước đoạt cái mạng sống của người khác? Nghe kịp không? Đó. Mà cái người mà không có thích sát sanh thì họ sẽ làm thêm những chuyện khác nữa. Không sát sanh không đơn giản là không giết, mà còn thêm là không làm khổ, làm đau người khác. Cái giới sát sanh nó có cái bonus là gì? Là không làm đau người khác. Cũng giống như nghe hiểu không? Mình không giết, nhưng mà mình cũng bên cạnh cái không giết đó, vì mình hiểu ý nghĩa tại sao mình không giết, cho nên mình cũng đi thêm một bước nữa, đó là mình không nợ làm bản thân mình đánh chó, đánh mèo mà thuần tốt. Gọi là nhiều khi mình đào đất trồng bông thì mình cũng tránh, mình cũng không có ý giết, nhưng mà mình coi nếu mà mình cẩn thận được mà để đỡ chết con người kia mình cũng tránh. Mà với cái lòng như vậy đời sau tâm ra đó là không có bệnh, không có bị tai nạn, không có bị chết yểu. Cái đó chuyện mà tin. Và còn nhiều chuyện lắm. Trong kinh nó giữ giới sát sanh nó được 20 mấy quả báo. Mà trong đó có, tôi kể cái này thì phải chấp nhận thôi. Tôi mới nói kiếp sau được trường thọ, vì ta không có tước đoạt mạng sống của ai. Còn nữa, vì không sát sanh cho nên ta không có bị bệnh hoạn. Bởi vì muốn giết một loài nào đó mình phải tấn công vào ngũ tạng nó, đúng không? Tấn công vào cái sức khỏe của nó mới chết được. Cái đằng này mình không có sát sanh cho nên mình được khỏe mạnh. Và nó có nhiều cái lạ lắm. Người không sát sanh lại kiếp sau sinh ra là sẽ không có bị cái cảnh mà sanh ly tử biệt. Ở nhà nó là mình cứ toàn sanh vô cái dòng mà sống thọ không. Các vị có biết những cái đám tang mà 90 tuổi ít người khóc lắm chứ. Tại sao vậy? Nó đã chuẩn bị từ lâu rồi. Như ông ngoại tôi thương lắm, ông ngoại mất tôi không có khóc, tại vì ở trước khi ông mất ông lãnh. Cho nên mình đã chuẩn bị tư tưởng trước, ông đã yếu từ từ để ông nói nó tào lao thiên tướng, ông đâu biết tôi là ai. Thì nhà vậy tôi cũng đỡ, còn cái kiểu mà đang 60 mấy tuổi ngon lành, thương con thương cháu lăn đùng ra đứt bóng nó đau lắm nha. Cho nên cái người dưới sát sanh đó là họ sẽ không có, họ sẽ đến họ cộng trú, họ sanh vào những cái dòng dõi mà sống, những gia đình sống thọ. Như bên Nga đó còn là có cái làng nó sống lâu lắm. Buổi sáng nó nhà báo đi nghe gặp ông ngộn già cũng ngộn khóc, thì hỏi hôm nay cũng bao nhiêu, nó 80 rồi, 80 mà ai làm cũng khóc. Nó ông già tôi sáng nào ông đánh tôi, trời đất, 80 mà ông già đánh. Ừ, dạ nhiêu nó dạ 100. Mà tại sao đánh cụ nó dị sớm thì nghe ông nội quên chào. Ông nội. Cái chuyện đó là những tàu lao, nhưng mà nó có người ta mượn cái chuyện người ta kể là bên bển nó lâu như vậy. Còn Việt Nam chuyện khác. Cái đài phóng viên của cái tờ báo Heo Mỹ nó về Việt Nam, nó ghé lại những tàu buổi sáng nó gặp ba cụ chạy vào biển để gặp cụ ấy nhé. Nó hỏi cụ đang nhiều ông mớp mép đến 13 tuổi, hỏi sao cụ sống lâu. Nó không rượu, không đàn bà, không thức khuya, không ăn đồ mặn, không ăn đồ ngọt, không ăn đồ béo. Thì hỏi cụ thứ hai, cái ông nói tôi hết 102 tuổi rồi.
rồi bí quyết của nó thì tôi cũng y như ông này vậy, mà tôi còn lên chùa rồi tụng kinh rồi làm dưỡng tâm linh rồi nữa. Còn hỏi cụ thứ ba, hỏi trời cụ sao cụ sống lâu dữ vậy cụ. Tôi hả, thì đàn bà con gái rượu trẻ thì cũng có, hỏi cụ nhiêu rồi 30. Là cái gì cũng cũng có, cuối cùng hỏi nhiêu còn nói cụ 30. Thì cho nên tôi cũng nói rằng là cái giới sắc sanh nó quan trọng ở chỗ gì? Nó quan trọng ở chỗ là khi mà anh không sắc sanh, nó không phải là trên hình thức không sắc sanh, mà là về tinh thần á. Nghe kể một cái tinh thần của người không sắc sanh á, là vì đâu mà họ không sắc sanh. Chính cái tinh thần đó đó, nó mới cho họ sanh ra trong một cái hình hài khỏe mạnh. Mày biết, có những chuyện lạ lắm. Ngay cái vùng mà Mỹ thả bom nguyên tử, có những dùng người cho những người hoàn toàn vô can, bị miễn nhiễm, vô nhiễm không bị hết. Để ngay cả cái xứ nghèo như bên Tây Tạng hoặc bên Trung Quốc, cái thời mà thiếu ăn á, thì vẫn có những cụ 90 tuổi mà hồng hào trẻ khỏe những người. Và tôi còn biết chuyện đó là nhất rất nhiều cụ nhà mới, nhiều phụ nữ nhà quê mình đó, mà là một nắng hai sương, có đồng gánh kẻo kẹt nuôi chục đứa con, đứa nào đứa nấy, đứa bệnh đứa đau lắm, mà bà má thì cứ dầm mưa giá nắng mà cứ cùi cui đó chịu bệnh vì cái tâm. Tâm thương con, cái nghị lực của người đàn bà và cộng với phước riêng cũng hình hài, nhìn nó tông teo xương sẩu mà ăn cái gì bà cũng sống được, không bệnh nha, bà bệnh chết cả làng sao. Cho nên nhớ, không giết chưa chắc là có phước, nhưng mà cái tâm trạng nào đã khiến cho du không sát sanh đó, cái đó mới là cái phước. Nhớ nha. Rồi trộm cắp cũng vậy, trộm cắp là tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không muốn người khác bị mất mát, nghe hiểu. Nhờ cái phước này đời sẽ sinh ra cái gì mình có mình giữ hoài không mất, hiểu chưa? Rồi cái thứ ba là cái giới tà dâm. Giới tà dâm là không có cái ý thích thú đối với những đối tượng mà được pháp luật bảo vệ, nghe hiểu không? Hồi đó giờ các vị có bao giờ mình được nghe ngang với định nghĩa giới tà dâm như vậy chưa? Có hiểu giới tà dâm là gì không? Thấy chưa? Giới tà dâm là có lòng quan hệ tình dục với một người nam hay nữ nào đó mà xã hội không đồng ý. Thí dụ như đối với một người đàn ông đã có vợ, đàn bà đã có chồng, một đứa con gái chưa có gia đình nhưng mà còn được gia đình bảo vệ, đúng không? Hiểu không? Thử cho em thương. Hiểu không? Có nghĩa là một đó mình quan hệ tình dục với một cái đối tượng mà xã hội không có cho phép thì được gọi là tà dâm. Nói đó như vậy có nghĩa là tùy xã hội. Nhớ xã hội châu Á phong kiến lễ nghĩa thì khác, nhưng mà ở Âu Mỹ thì nó trên 18 tuổi thì chỉ cần nó chưa có gia đình thì nó là free. Trên cái giới này được hiểu là tùy quốc gia nha. Nhưng mà đại khái có những đối tượng mà mình đụng vô mình bị ở tù á, là cái đó gọi là phạm giới tà dâm. Rồi trường hợp thứ tư là giới nói dối. Cái giới nói dối là nhiều người họ hiểu lầm, họ coi thường đó. Họ tưởng giữ giới này là không nói dốc là đủ rồi. Sao? Anh không nói dốc là vì anh tôn trọng sự thật, nghe kịp không? Chứ không phải là anh giữ giới là do anh sợ tội. Có nhiều người họ không dám nói dối vì họ sợ tội. Thôi, nhưng cái chuyện đó chắc tôi nói thiệt với bà tôi không có giấu được đâu nha. Tôi không có nói mà ai hỏi tôi nói rồi, chứ còn tôi không có giấu được. Tôi giữ giới tôi không có nói thì cái đó không có được. Cái đó kiểu như những thằng David nã mà nói khiên mà cụ qua đường vậy đó. Cứ nghe nó làm cho hình thức mình không hiểu về tinh thần. Giữ giới nói dối không phải là mình không nói dối vì mình sợ tội, không phải. Mà giữ giới nói dối là vì mình tôn trọng sự thật. Mình tôn trọng sự thật. Bởi vì thành Phật là gì? Thành Phật là thấy được sự thật. Thì với thành Phật, thấy được sự thật là thấy cái bản chất của thế giới nó ra sao thì thấy nó như vậy. Thì anh muốn trở thành một người giác ngộ thì anh phải biết tôn trọng sự thật. Mà tôn trọng sự thật có nhiều cách. Một là anh không có thích giả dối trong ngôn ngữ, trong biểu hiện. Tôi không có dám nói dối, nhưng mà tôi bằng cách biểu hiện để cho quý vị hiểu lầm, tôi hướng dẫn sai lệch cái niềm tin của các vị, thì đó được gọi là cũng gọi là giả dối, nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ cô này, cô hỏi tôi về cô này, cô hỏi chứ chị thấy bà chị có làm sao chứ, mà tôi biết cô không có thật gì cô, cho nên tôi muốn mua lòng cô, thay vì tôi nói xấu thì tôi hỏi sư thấy bà sao chứ, thế tôi kề môi lắc đầu, mà thật ra tôi không biết gì bà này hết á. Tôi làm như thế cho cô vui, hiểu.
Tôi nên nhớ tôi không hề nói nửa lời về cái cô này. Tôi không hề nói. Tôi chỉ trề môi lắc đầu, tôi cho biết là tôi cũng một phe với cô, tôi quậy bà nữa. Nghe hiểu không? Thì đó gọi là gian dối trên gọi là body language. Còn cái đoạn gian dối bằng miệng thì khỏi nói rồi. Đó là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Và trong kinh nói cái người mà nói dối nhiều kiếp sau sinh ra bị mấy chục cái quả xấu. Trong đó có những quả thì kinh hoàng thế này. Một mình nói không ai, lời nói không có được tín nhiệm trước đám đông. Cái người có biết chuyện đó mà. Có những người ngộ lắm, họ có cái phước đi quyên tiền hay lắm. Mình biết cái đó không? Yeah. Mấy chục người đó mà nói rồi bảo lộ tiền trốn nha, cái là bà đi với alo người nào luôn, kêu nó xin được tiền được nhiều lắm. Còn có những người alo mà thông tin, mình thấy bà này sớm đây mà từ quyên bất ngờ ra. Rồi không biết bà có minh bạch trong tiền bạc trong sổ sách hay không, nhưng có nhiều người tôi biết không phải, họ cũng y chang như vậy mà họ đi quyên rất là thành công. Và tự nhiên thiên hạ tin họ, thì trong kinh nó gọi là phước. Trong kinh nó Đức Phật mình, Phật cái đánh giá nào vậy, ngài có cái phước lợi. Là kẻ thù của ngài, ghét ngài, muốn cho ngài chết, tin ở nhiều người tin ngài. Họ biết ngài không bao giờ nói dối. Ghê thì ghê chứ. Họ ghét ngài lắm, có nhiều người ghét Đức Phật cay lắm. Nhưng họ vẫn xác nhận là tôi biết ngài không bao giờ nói dối, nên tôi mới hỏi ngài câu này lặp lặp. Nó phải là có cái phước. Và trong những cái quả xấu của cái người mà nói dối là sanh ra đời sẽ có một cái hình thể, một là khó nhìn, hai là cái gì nó cũng có thể bị extra, bị over, quá ốm, quá mập, quá đen, quá trắng, quá cao, quá thấp, thân thể có mùi khó ngửi. Và tại sao vậy? Là vì nó phản ánh cái tâm hồn của mình lúc nói dối. Chuyện không có mình nói thành có, cho nên mà mốt người mà nó có những cái chỗ mà nó có những thứ mà không nên có, hiểu không? Còn nói bớt thì tại sao chúng ta mình sẽ bị ngắn cái gì đó, mà mình nói thêm thì sao bị dài cái gì đó. Cho nên nó là bị người có một cái hình thể mà nó không có như người bình thường. Thì cái nó nhiều, tôi nói rõ nha, nhiều nhân chứ không một nhân, nhưng mà trong đó có cái nhân nói dối. Cái nhân nói dối nó cũng tạo ra một ngoại hình khó nhìn. Rượu rượu, cái giới uống rượu là mình nghe mình, nếu mình không học đạo thì mình chỉ nghĩ đơn giản là tu hành là phải cái đầu óc phải tỉnh táo. Nên là cấm uống rượu mà hiểu vậy thì nó đúng, nhưng mà nó nghèo lắm, mà nó còn vậy nữa. Đời sống của chúng ta luôn luôn phải đối diện với vô số điều bất trắc. Nghe kịp không? Có bao nhiêu chuyện bất trắc nó sẽ có thể xảy đến với mình. Một là xảy cho mình, hay là xảy ra cho người thân của mình. Các vị tưởng tượng chuyện nhẹ thôi. Mình đang ngồi là duyên mà nghe mà má kêu Lan hả con? Con qua con rước hai nhỏ của con Thương dụng hai má không đi đón được. Mà lúc đó mình xỉn rồi mà làm sao? Nghe hiểu không? Đó là một cái bất trắc. Bất trắc là cái gì mình không có lường được á. Đó. Nhiều lắm là bản thân mình tự nhiên mình uống ba mớ mà đâu lái xe được. Rồi tự nhiên sao mình nghe nó đau, đau quá, đau cần cấp cứu. Mình nếu mình kêu Nam Anh qua thì được. Còn không có nhiều trường hợp không đáng để kêu Nam Anh qua thì phải làm sao? Cũng phải lái xe, có nhiều trường hợp. Có trường hợp mình kêu Nam Anh lớn chuyện lắm. Tốn kém thôi. Thì làm gì làm, nói chung là phải cái tỉnh táo nó có cái lợi là giữ lại khả năng đối phó với những tình huống bất trắc. Đó là quả báo đầu tiên mà sơ cơ mà tào lao của giới uống rượu. Còn hơn nữa đó là mình khác con thú ở chỗ là mình có khả năng phân biệt thiện ác, nặng nhẹ, nên và không nên. Nhưng khi mình quất nó vô rồi, cái khả năng này mình bị đánh mất, nghĩa là mình kéo mình xuống ngang ngàn với nó. Nghe được không? Cho nên nó kẹt chỗ đó. Nó kẹt cái chỗ là khi mình uống rượu là mình kéo mình xuống. Rồi chưa kể là những cái người trong kinh, những người sinh ra bị Down syndrome á, rồi bị tâm thần bẩm sinh á, là có nhiều nhân, mà trong đó có một nhân là dù đã có một kiếp nào đó dù không coi trọng cái đầu óc tỉnh táo. Hiểu? Có những kiếp là dù không coi trọng đầu óc tỉnh táo, mà cảnh là dù sử dụng các cái kích thích, cho nên bây giờ dù mới sinh ra với cái chuyện tâm thần như vậy. Các vị đọc trong kinh điển thấy cái đó mới thấy dễ sợ. Cho nên tôi nói là lần nữa, không uống rượu là nhiều vì lý do trước mắt là mình phải giữ lại cái khả năng take care of chính mình. Thứ hai là người không uống rượu là người có khả năng giúp đỡ được nhiều người khác. Thứ ba, mình không biết những bất trắc nào có thể đổ xuống đầu mình, trong khi nếu mình không tỉnh táo. Và cái thứ tư là người mà coi rẻ cái sự mà tỉnh táo rõ thì kiếp sau sinh ra rất là dễ bị tâm thần. Thì anh có mà anh biết quý mà. Giống như trong kinh nói rằng
cái người mà tự giải quyết vấn đề một cách tự tử á, tự tử nó không phải là tội ác, nhưng mà khi mình giải quyết vấn đề cách tự tử nó sẽ để lại một dấu ấn tâm lý rất lớn, rất rất lớn. Vì cái chết là một cái không phải dễ thực hiện đâu, cái chuyện tự sát không phải là chuyện dễ thực hiện, mà bây giờ mình lại nghĩ đến nó sẽ trở thành một ấn tượng tâm lý suốt nhiều kiếp luân hồi. Cứ đời sau kiếp khác anh ra là cứ gặp chuyện khó khăn là cứ nghĩ đến chuyện trước, cứ nghĩ đến chuyện là cứ vậy, cứ nghĩ đến cái cách giải quyết là chết. Cho nên nhớ được, tại vì mình không quý cái xác này thì mai này mình sẽ có cái chọn cái giải pháp giống như cái thả đụng chuyện là mình cứ nghĩ đến cái chuyện tự sát trước đó. Thì như vậy ở đây cô hỏi tôi năm giới là sao, mình nó cho mình quá nhiều thứ là như vậy, mà hiểu nó tới nơi tới chốn. Tôi nhắc lại tại sao cái giới sát sanh nó quan trọng, là bởi vì không phải không sát sanh là tốt, mà cái tâm lý nào đã dẫn đến chuyện không sát sanh á. Trong kinh nói chuyện nhiều đặc biệt lắm, là khi mà mình giết mà sát sanh á, mình gieo với nhân chia ly là sao. Cô có biết khi cô giết con chim á, là cô biết cô giết nhận con chim mái hay là chim trống, hoặc là con chim á, con chim mẹ đêm nay nó cần về tổ để nó lo cho con đó. Nhưng mà khi mình giết mình đâu có biết, con cá, con rùa, con chim, con rắn, tất cả nó đều có tình thân. Khi mình giết như vậy là mình đã làm xáo trộn, gây ảnh hưởng rất là xấu lên cái máy ẩm của nó. Cho nên giới sắc sanh này trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, còn giới tà dâm nó có nhiều cái lạ lắm, mà đời sau sinh ra đó dễ là người chết duyên, vô duyên này, dạ, vô duyên người ta gặp thôi, thương vô duyên đó. Có những người đẹp mặt mũi không có thua ai đó, nhưng mà qua đường qua đêm, chứ còn mà gắn bó lâu dài thì không được. Mà có nhiều người có phước lạ, ngoại hình không gì đặc biệt mà chồng thờ như thờ thánh đó, tôi có thấy. Mà nhiều bà còn thấy ghê nữa, đã xấu quát rồi mà còn có bồ bồ nhí mới ghê chứ, chồng cưng mà lại có bồ bên ngoài, còn nhiều ông cái mặt tệ hơn tôi nữa mà quá trời đẹp bà luôn. Mà cái này tôi có gặp trong kinh, tôi kể chuyện có cái bà Tỳ Kheo Ni đó, bả là thế gia vọng tộc, giàu có nức tiếng mà đẹp lộng lẫy, mà coi như bả ế mễ nhẹ ế trọng rộng nữa. Là Ấn Độ thời đó là 16 tuổi là người ta tới, người ta hỏi có nhà giàu nữa, mà 16 không có ai hỏi, qua tới 17, 18, 20 mới hỏi. Cuối cùng có mấy cái gia đình mà công tử nó ham của ham tài sản, nó nhào vô, nó kiểu mà kiếm tiền thôi, ai ngờ nó vô được có mấy ngày, nó vô lên nó nói con thà với ông mày, con không có ngỡ bả được. Mà con vợ gọi là con vợ là khi mà lấy chồng rồi đó, cái con là cũng không có cho đầy tớ đụng tới chồng, mà cũng đích thân làm đầy tớ, nó hầu chồng luôn đó, mà chồng không thương. Cuối cùng qua năm năm mấy đời chồng mà là đứa nào nó sáp vô, nó văng ra, sáp vô văng ra. Cuối cùng rồi đó thì ông và bố ông giận quá, bây giờ là đứa nào sáng mai mà tới nhà sớm nhất là gả, thì ai tặng không, có thưởng nữa. Sáng mai biết ai tới nhà đầu tiên, ăn mày. Ông mới kêu mình mấy thằng lính, mấy thằng người đỡ lôi thằng này vô làm sao, tắm gội sạch sẽ, xịt snail number 5 rồi vô. Hôm phức xong rồi đem nó ra. Rồi cho nó ở được có 4 ngày mới biết sao. Nó lên nó kêu bố vợ, bố. Cái bị cái gậy của con đâu rồi, đi tiếp con đường xưa em đi, dầu ai gian duy trì thì em vẫn bước đi, em không thể nào mà em làm rẻ trong cái ngôi nhà này nổi. Mà cái cô vợ cũng nhìn theo mà coi như mắt lệ quen mờ, quá đẹp lộng lẫy, thương chồng biết bao nhiêu mà thương thản mà bà ráng bà thương nó luôn, mà nó không thương bà. Bà nản quá, cuối cùng nó nói bây giờ chắc chết, chỉ sống nghèo nhục quá. Đi lang thang sau đó đi tình cờ mới gặp Phật, là đi tu đắc A La Hán, nó mới quát là cái tiền kiếp, là suốt coi như là mấy chục kiếp quá khứ bả về trước đó, là bả là một công tử đào hoa phong nhã, thiên hạ đệ nhất phong lưu bạc tình, đàn bà con gái vô tay nhà là những nước rồi lại phải bỏ cái danh sách tính bằng cái laptop chứ còn ghi số tay là ghi không nổi đó. Mà coi như nó là có chồng là đã làm luôn, là chưa chồng rồi chị dâu rồi vợ bạn rồi bạn hàng xóm thì là đã làm hết. Coi như cái hồi đã chết rồi xuống địa ngục nó nấu chả coi như nhừ luôn đó, nấu với đậu mà như mẻ vậy đó, nấu nhừ. Xong rồi đó là tới là trả lên đó, trả làm nó lên, nó làm người nó bình thường, kiếp thì làm less,
Kiếm thì làm gây, có kiếp thì làm bay. Biết bay không? Bố. Là săn bay nhớt. Cỡ nào cũng xử được. Rồi cuối cùng rồi làm thú thì bị thiến. Thú là cứ hả sanh ra là cứ một lưỡi dao quan nhiệt đi ngang là nửa trống nửa máng mà cứ như vậy. Mà có nhiều kiếp sanh vô lên được làm gặp vua thì là thái giám, chắc được làm hoàng tử nữa. Suốt như vậy đó. Mà tới mà hãy kiếp nào mà giới tính đàng hoàng đó, nam ra nam, nữ ra nữ thì bắt đầu nó bị cái quả vô duyên. Nó nhìn nó không muốn. Rồi tôi nói ông sư tôi nói kỹ, tôi thấy là tôi đời tôi quen một vài người lắm. Nhan sắc, lỗ mũi, má, môi, mông, rạ, răng, cỏ, rồi lỗ tai, màu da, nhìn perfect. Nhưng mà ngộ lắm. Họ nói chuyện chút xíu cái mình thấy dội à. Rồi tôi biết có anh vàng, anh nói chuyện kỳ lắm. Rồi cái anh ta đám cưới mà hỏi mà anh nói là người ta quẩy lắm. Từ bữa đó có cái thằng nó thành dữ lắm nha. Nó nói mai tân gia mời hai anh em tới nha. Cái thằng tài nói, mày biết thằng tí em tao mà tụi nó nói chuyện kỳ lắm mày ư. Thôi tao riêng mình được rồi, mày thương thì mày cho nó cục thịt che rượu là về được. Không, cả xóm nhà nó vô duyên với tao rồi, tao thấy tao khoái đó, tao nói thiệt. Tại vì nó thiệt quá là nó vô duyên chứ không phải là vô duyên. Cái mai hai anh em đi tới, em ngắm thấy giận nè. Mày tới mày em đã là mày đi về giùm tao, mày nói kỳ lắm. Cái anh kia nó nhậu này đủ nhà xong tới giờ xong tiền lắm đi về. Ra tới cửa nó nhà không có chịu á. Cửa rộng nó mốt dễ khiên hòm. Em nó chết điếng luôn mà. Em chết điếng luôn. Thì bẩn đi mấy năm không dám nhắc em đi đâu hết. Thì tới một ngày kia cũng cái một cái người bạn thân khác cũng mời tới tân gia nữa. Thì thằng là thằng này thằng em nó kêu mày lên mày ngồi lên ghế giùm tao đi. Tao quỳ tao lại mày trước. Tao năn nỉ mày để mày đi mày đừng có nói. Chứ tao không cho mày đi nữa. Nó nói tao là anh tao ém em ở nhà thì kỳ. Tao đi tối mày là mày ngồi đó tao lại mày đừng có nói gì tao ấy. Thằng em nói anh em khỏi lại, anh khỏi lại. Em hứa không có nói trời đánh em cũng không. Nó tới nó ăn uống đàng hoàng xong vui rồi nó kéo đi về cái nó kêu chủ nhà nè không anh tôi là không có cho tôi nói cả giờ tôi mà nói là ra mốt nhà có chuyện gì đừng trái nhà đều đủ thừa tôi rồi. Cái này khủng khiếp có nghĩa là nó kỳ lắm nó sao á à, nó có cái luôn dĩ nhiên có gì có thể hiểu lầm có gì nghĩ là tại sao mà tôi đem cái chuyện vô duyên ở đây tôi nói ở đây thật ra vô duyên nó có nhiều chứ không phải à, cái anh nãy giờ tôi kể là ăn nói vô duyên còn cái giới tài danh á là cái nhan sắc nó có problem ở trong tướng số đó nó là trong trọc có thanh mà trong thanh có trọc là sao là nhiều người thấy họ xấu á nhưng mà trong cái xấu đó, nó có cái sang người ta gọi là trong trọc có thanh còn trong thanh có trọc á là trong sang nó có pha cái xấu nghe giống nhau không? Một cái là trong sang có xấu một cái là trong xấu có sang thì cái mà cái duyên nghĩa là cái ngầm của anh nó đánh bại cái khác nó đánh bại cái nổi bật thì như là trong xấu mà có cái duyên thì cái duyên nó là cái nổi bật còn trong xấu nó có cái sang là cái sang nó nổi bật còn trong sang mà nó có xấu thì cái xấu nó nổi bật ví như bên Thượng Hải ngày xưa có năm 1934 có ông tỷ phú ông mời một ông thầy bói về câu tướng cũng dòm dòm hai chị em đứa con gái ô cô út quý quá cô út là mệnh mụ nha cô út lụi quá không nói trong lòng móc cái thuốc cũng hốt rồi ông đi ra ngoài sân uống rượu ông không nói cho cô chị thì ông đi phú ngạc nhiên ông tưởng ông đi ông này quên ông này đi theo nó còn cái cô chị thì sao thầy cái ông nói đời thấy vậy chứ mình đâu có biết mai vậy mai khác nói vậy đó cái ông nói không mà thiệt ông không nói thiệt bộ nó có cái gì xấu hay sao ông không có ông biết tôi là phải thần tiên thì coi có lúc cần lúc trúng ông cứ nói lòng vòng vòng như ông kêu nó có chuyện rồi phải không nhỏ chị có chuyện phải không ông thấy nó sao ừ mà tôi cũng nghĩ để tôi lâu lâu tổ cả cũng coi bậy gì đó mà đâu lạ ông nóng lòng nóng ruột ông kể chuyện ông có bói biển kể chuyện ma hợp quá ông nói đi nó bị cái gì để tôi biết tôi chuẩn bị tôi là tỷ phú nó muốn cái gì tôi sẵn sàng mua nó cho nó nguyên một góc phố để nó làm chủ bây giờ nó có nằm liệt nữa thì nó cũng có ăn một đời gì hết tôi có sợ ông nói đi cái mắt tôi nói thiệt với ông tôi thấy lạ cái cô út á
thì cái tướng mệnh bụng đó. Nhưng mà có cô lớn thì tôi nghĩ là tôi sai, chắc tôi về tôi đốt sách những tướng của cô lớn là gái điếm. Nó quá vô lý, làm sao mà tôi dám nói được cái tướng là tướng gái điếm, không thể nào mà khác được. Mà chắc tôi về chuyến này chắc tôi giải nghệ luôn, bởi vì người khác thì được, nhưng mà đối với ông bây giờ tôi làm chim bao lên, nó làm cho con gái ông nó làm điếm được, bây giờ rõ ràng anh em nói đúng. Vì con gái ông nó có nằm liệt nữa, nội cái dãy phố ông cho mướn ăn 15 kiếp chưa có hết, thì hỏi ông mà điếm nếp chỗ nào. Chắc tôi bậy rồi, đời mà người phàm nó phải thành thắm cho nên thế nào cũng có bậy à. Đúng vậy. Hai cô, một cô Út thì lấy chồng cũng đại ngại, cũng người cũng danh giá, cũng tầm tầm môn đăng hồi đó. Còn cô chị thì ông bố ông lựa một cái thằng coi như là chức vụ dữ dằn hơn con Út để cho nó bảo đảm. Nhưng mà không ngờ cái thằng rể lớn này nè, nó là cái thằng mà coi như là mình biết kêu cái chữ gì cho nó vừa điểu giả mà vừa điểu thiệt nữa. Coi như là nó lấy vợ nó để làm cái bàn đạp nó đi lên, thấy không? Ví dụ như nó đi lên, nó đi nhậu nhẹt bạc ti mà nó gặp ông sếp mà khoái vợ nó là nó gài cho vợ nó giỏng để cho nó lên, hiểu không? Rồi tôi hết vụ này qua vụ khác thì ra qua cậu ông này thì ông liếc đó là ông làm cũng tìm cách anh tổ chức, anh thiết kế, anh set up sao đó để cho ông này vợ không? Cuối cùng cô vợ anh là coi như là tỉnh dậy là xong, cái từ mỗi lần mà tỉnh dậy là xong rồi, coi như riết là mà cổ thành ra là một cái món đồ để ông xài. Mà nó hay ác cái này, đàn ông thì tôi đâu có ở ngoài tôi bị người ta, tôi hiểu đó là khi người đàn bà của mình mà quá nhiều tay nó về cũng nản, hiểu không? Mà ổng thì thêm quyền lực power ổng nhiều lắm, cho nên là kể từ lúc vợ ổng đi với nhiều người, mà chính ổng là người sắp đặt chứ không phải là bảo là hư, không phải, do ổng là người sắp đặt. Nhưng mà ổng sắp đặt riết rồi ổng nản mà, cho nên riết ổng muốn rớt bảo mà ổng đuôi tới với con vợ bé này là các người thấy cuộc đời bảo bắt đầu thấy tan nương rồi, nhưng mà tiền mới còn nhiều. Đùng một cái là lúc cái Nhật nó đánh Trung Quốc nhớ gì đâu, đánh mà cái chức vụ của ông chồng bả là do người Nhật nó cho à. Cho nên khi mà Trung Quốc và khi mà Nhật 10 năm sau, tức năm 1945 mà Nhật thua, Nhật rút thì cô là mất trắng bao nhiêu tài sản tiền bạc của ông chồng là bị của Nhật á, là Nhật nó rút thì coi như là bị cái đám mà ghét Nhật nó lấy sạch. Mà nó xui cổ trong những ngày tháng cuối cùng cổ buồn cái hạnh, buồn cái gia đình, cổ đi cổ chơi ma túy. Mà lúc cổ giàu cổ chơi một ngày 5kg cũng có nữa. Nhưng mà khi mình tán gia bại sản tiền thì không, nhưng mà cái nghiện thì nó còn. Mà lúc này cũng cũng còn phong độ lắm, cổ lui tới với những người đàn ông mà mến cổ. Tới đây chắc cái cổ đã đón là từ từ là mến mà cổ không có tiền. Thế là người ta bao cổ có thằng gái bao, thằng cổ ngay ông già thì chết. À, đứa em thì nó theo chồng đi Mỹ. À, cổ còn lại một mình luôn đây, bao nhiêu cái dãy phố ngày xưa là giờ bị mấy người ghét Nhật á, nó lấy hết. Thì bà con nhớ dụng năm 55 mình không? Thế là bao nhiêu dãy phố thì nó đổi đời thì nó còn cái gì? Đổi đời thì nó hết á. Đổi đời thì nó hết. Thì đứa em đi qua bên Mỹ rồi ông chồng nó làm đổi qua bên kinh doanh rồi làm triệu phú lập là rất là ngon. Rồi sau này trở về Đài Loan cũng làm đại sứ cho tượng nghệ thuật. Còn riêng cái cô chị nè thì tự cái nghiện ngập ấy, rồi đi sang tay sang mình đem nhan sắc đàn bà càng lúc càng xuống, tuổi càng lúc càng lên, rồi cuối cùng cho này cô bán cô đẻ sình, cứ cho cổ một liều thuốc rồi qua đêm cho một liều thuốc rồi qua đêm như thằng gái rồi đó. Cho nên trong kinh ấy nói đó là cái có nhiều cái nghiệp xấu để trở thành cho một cái người bất hạnh được hôn nhân, mà trong đó có nghiệp tại sao mình đừng có trách là tại sao tôi tốt với chồng tôi với vợ tôi mà ta phụ bạc, không phải. Thì cái nghiệp tiền cũ, không phải tôi đem cái nghiệp lên bắt bà con phải chấp nhận, nhưng mà cũng đều thà biết thì hơn là mỗi lần mình làm một cái chuyện gì phải biết rõ rằng cái đây là sáu căn biết sáu trần mình tâm ác này. Cứ mỗi lần làm chuyện bậy cái đọc cái câu thần chú đó, cứ mỗi lần muốn làm chuyện bậy là sao căn biết sáu trần làm sáu căn biết sáu trần mà tâm ác. Mà nếu bây giờ mà sáu căn biết sáu trần mà tâm ác biết tức là ghi nhận là accept đó. Thì cái sao sáu căn sáu trần nó sẽ biết toàn là cảnh bất toại. Còn nếu mà mình sống bằng tâm thiện đó, thì sáu trần của mình kiếp sau nó là sáu trần dễ chịu. Và tôi có nói hoài một chuyện đó là các vị phải đồng ý với tôi đó là có những người sinh ra đời đó, từ hồi nhỏ tới tuổi già đó, cái những gì mà con mắt họ thấy đó, thì không phải ai muốn cũng được những gì đó. Có nhiều người đó,
trong đời họ có lưỡi họ được ăn những cái món mà không phải ai muốn cũng được, có không? Nhưng như tôi biết là yến đi, có nhiều người muốn ăn yến dễ hẹt kìa, mà có nhiều người là muốn ăn yến ăn toàn là yến giả, nó làm bằng trồng trắng trứng gà. Còn lúc tôi đi Orlando chung cho Phật tử, cứ mua một hộp yến 6 lon cho má cổ, nhưng mà cái cổ nghĩ sao nó siêu đó gì có biết yến không, mà lúc cô mua tôi không biết, thế tôi biết tôi đã không, tôi đã trả lời khác mà tôi không biết là cổ mua, thế cô hỏi đó gì cái yến không, tôi không biết, thì cổ mới cho tôi một lon, tính là tiền là 6 đồng một lon. Thì sao tôi về tôi suy nghĩ là tôi kể cho người khác nghe, tôi mới ra tôi ăn yến, là hỏi ở đâu như có tiền nó 6 đồng, nó chắc là yến gì chứ yến mà 6 đồng hiểu không, một lon bự đủ chứ gì nè. Thật ra này tôi mới biết là cả 1.000 đồng một ký thì làm sao mà có cái lon yến mà 6 đồng được, chắc cái gì á, bún tàu hay là mà có nhiều người thì coi như họ cho nên 6 căn biến 6 trần này là vậy đó, nghĩa là do mình làm phước. Làm phước là gì, là 6 căn biến 6 trần bằng tâm thiện, mà quả của phước là gì, đó là 6 căn nó biến 6 trần như ý. Có những người họ mang cái đôi dép của họ đó làm bằng cả tháng lương của người ta. Tôi biết bên thầy sĩ có cái cô nó ăn mà cô đi mua giày cứ đôi cổ 2.000 vậy đó, rồi để lâu cái nó khô cái dụng. Mà trong khi tôi biết trên thế giới có nhiều quốc gia người ta chỉ mong một tháng có 2.000 đô la tiền lương thôi. Thì có những người mua về để đó, mua về để đồng hợp, rồi cái receipt còn để đó luôn chưa có tháo ra, có nhiều cái phước họ lạ vậy. Rồi lỗ mũi họ nó gửi được những cái mùi nước hoa mà nó là cả mấy trăm mấy ngàn một chai. Cái miệng họ nếm được những cái thứ thức ăn mà người không phải ai cũng muốn cũng có. Cái lưng của họ nằm trên những cái giường mà mình nghe cái giá mình ganh tị. Tôi có lần tôi ở nhà Phật tử, tôi ngủ trên được một cái giường 10.000. Cái tấm trải cái tấm làm bằng silk. Mà chỉ biết được cái giường đó, tôi không có nằm trên tấm silk mà tôi chỉ biết cái giường đó là 10.000. Rồi còn tấm silk là tôi biết một trường hợp khác đi chợ chung Phật tử họ mới chỉ cái tôi chưa có rờ được, là cái tấm đó là 1.000 mấy tấm siêu, tấm xít bình siêu, nhìn cái màu thấy phê lắm. Mình tưởng tượng trên đời này có nhiều người có phước để họ chạm vào được cái đó. Còn tại sao mà 6 căn của họ mà biết được 6 cảnh đó, là bởi vì kiếp trước 6 căn của họ nó làm việc bằng tâm, tâm lành thì vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình làm phước để được phước là tránh tội để đừng bị khổ, vậy đó chuyện mình phải làm. Nhưng khi mà cái quả nó tới thì phải là nhận biết là bằng cái thái độ buông bỏ, bởi vì mình biết rằng vào cách mấy ngày cũng ăn 3 bữa, vào cách mấy mỗi lần ngủ cũng chỉ 1 giường, vào cách mấy mỗi lần ăn chỉ ăn 1 chén và 1 đũa, giống phải 2-3. Và cái điều quan trọng nữa, nếu đời này ta chỉ biết hưởng mà không biết tạo thì đời sẽ sinh ra tiếp tục là mặn mài. Trong kinh kể thời Phật có một cái cô tín nữ cũng mang đạo từ hồi bé, lúc cô đi lấy chồng, cô lấy nhầm cái gia đình, lấy chồng nhầm cái gia đình không có đạo. Thì tôi nói xong mình nghĩ, thì bữa đó cổ đang ngồi có hầu chồng, cha chồng đang ăn như thế này, thì có một ông sư đi bát nghe, ông cha chồng giờ ông thấy ông nằm lên, đúng là ta xúc miếng cơm để vô cái bát ông sư, mà ông chồng cha chồng nằm lên, rồi cổ có nóng ruột thấy ông sư đứng tội nghiệp, thì cổ Phật tử mà, thì cổ mới chạy ra, cổ nói bố con ăn đồ ham không dám cúng. Ông nói, bà nói vậy đó, mà không ngờ bố nghe, bà nói là bố con ăn đồ hâm. Đồ hâm á? Đồ cũ á. Ừ. Nói chuyện cho ông sư đi. Thì ông ngờ bố nghe, ông giận kêu luôn hỏi, con biết cái ta là ai mà, mà con ra con nói vậy là ông sư không về, ông đồn nó ta ăn đồ hâm rồi sao? Hâm là hâm chỗ nào? Cái cổ nói, dạ, trong đạo con mà nói vậy ông sư không hiểu. Đồ hâm là đồ cũ, nghĩa là những gì mà ba hưởng bây giờ là do phước cũ thôi, chứ còn ba không muốn làm thêm cái phước mới. Hiểu không? Trong đạo con nói vậy là người ta hiểu, mà nhờ vậy nó mọc sao lại thành Phật tử. Ba nói thẳng đó, con biết con về nhà chồng là xong, con dẹp không còn đạo Phật, đạo thuyết gì đó. Nhưng mà có điều con gặp lại Chư Tăng thầy con thì con cũng phải nói bằng ngôn ngữ của con chứ. Giống như nhầm neo rồi phát sồn rồi quát, sao biết được rồi. Nói gì vậy? Có cái ngôn ngữ này của giới nào, có cái ngôn ngữ của giới đó. Thì con gặp thầy ông sư thì con nói vậy đó, là bố ăn đồ hâm, thì ông sư cũng hiểu liền, hiểu là bố bây giờ là bố chỉ cứ ngồi phè ra hưởng chứ không có gieo thêm cái mới.
kệ kệ đi. Ok, nghỉ đi. Đói từ sáng giờ.